Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi lại một lần nữa được đồng hành cùng các em trong tiết học môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau bước vào bài 4, tiết 3 viết làm việc thật là vui và tiết 4 luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, câu nêu hoạt động. Để bắt đầu tiết học, các em cần chuẩn bị cho cô một số nội dung học tập sau. Cô sẽ dành thời gian một phút để các em chuẩn bị nào. Các em đã sẵn sàng để bắt đầu tiết học chưa? Bây giờ cô trò chúng ta cùng bắt đầu tiết học đầu tiên. Các em hãy kể cho cô nghe, hằng ngày em và mọi người xung quanh thường làm những công việc gì? À, hằng ngày bố mẹ chúng ta thường đi làm. Ra đường các em thấy bác nông dân ra đồng, các chú công an đang làm việc. Và nếu không có dịch bệnh xảy ra thì hôm nay các em đã được đi học rồi, đúng không nào? Như vậy, mọi người đều rất bận rộn với những công việc của mình, nhưng ai cũng rất vui vẻ. Đó cũng chính là nội dung của tiết tập đọc hôm trước mà chúng ta đã được học, đó là làm việc thật là vui. Hôm nay các em sẽ viết một đoạn văn trong bài chúng ta này. Cô mời các em mở sách giáo khoa ra trang số 21. Các em quan sát vào bài viết, lắng nghe cô đọc. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, báo trời sắp sáng. Con tu hủ gọi mùa vải chín. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Theo Tô Hoài. Sau khi đã lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô, bạn nào có thể cho cô biết trong bài những ai đang làm việc? À, trong bài mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy báo trời sắp sáng. Con tu hủ gọi mùa vải chín. Và cành đào thì nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, thêm tưng bừng. Mọi người, mọi vật đều làm việc và tất cả ai cũng rất vui vẻ. Và cô hy vọng rằng các em ai cũng sẽ làm thật nhiều việc có ích để cuộc sống của chúng ta tràn ngập niềm vui. Bây giờ các em hãy quan sát vào bài và cho cô biết đoạn văn có tất cả là mấy câu? À, đoạn văn có tất cả là 5 câu. Vậy trong đoạn văn những chữ nào được viết hoa? À, những chữ được viết hoa đó là chữ quanh, cái, con và cành. Vì sao những chữ này được viết hoa? À, những chữ này được viết hoa vì nó được đặt ở đầu mỗi đoạn và đứng đầu câu. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô những từ mà các em thấy khó viết và dễ viết sai ở trong bài nào. À, cô nhận thấy các em sẽ dễ viết sai một số từ sau. Từ sắc, sắc xuân và từ rực rỡ. Các em lưu ý khi viết từ sắc và từ sắc xuân, các em chú ý việc đúng âm sơ và âm sờ. Với từ rực rỡ, các em chú ý việc đúng thanh ngã ở chữ rỡ. Bây giờ cô mời các em lấy vở nhạc ra, viết lại những từ này vào vở nào. Các em đã viết xong chưa? Bây giờ hãy nhờ bố mẹ hoặc người thân bên cạnh kiểm tra xem mình đã viết đúng chưa. À, bây giờ các em quan sát vào đoạn văn một lần nữa và cho có biết khi viết chúng ta cần trình bày đoạn văn như thế nào. À, khi viết thì những chữ đầu đoạn, đầu dòng các em phải lưu vào lên một cột ô và nhớ viết hoa chữ cái đầu tiên. Và cô cũng lưu ý lại tư thế ngồi viết của các em, đó là các em phải ngồi lưng phải thẳng, ngực không được tiến vào bàn và khi viết thì hai chân duỗi thẳng thoải mái. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em cách trình bày đoạn văn. Bây giờ cô mời các em mở vở và lấy bút chì ra nghe cô hướng dẫn cách trình bày bài. Đầu tiên các em lùi vào một ô viết thứ, ngày, tháng, năm. Và nhớ viết thứ ngày hôm nay các em đang học. Sau đó các em xuống dòng, lùi vào bốn ô để viết chính tả. Hai chấm
và các em nhớ gạch chân chữ chính tả. Sau đó các em xuống dòng, lùi vào ba ô để viết tên đề bài. Rồi cắt một dòng để viết câu đầu tiên của bài. Tương tự như vậy, các em viết hết bài và cuối cùng các em lùi vào 5 ô để viết tên tác giả. Các em đã nắm được cách trình bày bài chứ nào? À, và sau tiết học này, các em hãy nhìn sách giáo khoa, có thể tự chép bài này vào vở hoặc có thể nhờ người thân của mình đọc để viết bài. Và sau khi viết bài thì các em hãy nhờ bố mẹ hoặc thầy cô của mình kiểm tra xem mình đã viết đúng chưa. Và cô tin chắc rằng là bạn nào cũng viết rất là đẹp, trình bày rất là sạch sẽ, đúng không nào? À, như vậy cô vừa hướng dẫn các em cách trình bày bài rồi. Giờ cô trò chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần làm bài tập. Chúng ta đến với bài tập số 2. Các em đọc đề bài 2 và cho cô biết bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài 2 yêu cầu tìm những chữ cái còn thiếu ở trong bảng, học thuộc tên các chữ cái. Với dạng bài tập này, tuần trước chúng ta được làm rồi, đúng không nào? Bây giờ, cô mời các em mở vở bài tập tiếng Việt ra, lấy bút chì và điền những chữ cái còn thiếu ở trong bảng vào vở bài tập nào. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng đối chiếu kết quả với cô đó. Những chữ còn thiếu đó là chữ H, I, L, N, O và Ơ. Bây giờ các em hãy cùng đọc lại bảng chữ cái này cùng cô một lần nữa. D, H, I, K, L, M, N, O, O, Ơ. Bây giờ các em một lần nữa hãy quan sát vào bảng chữ cái và tìm cho cô những chữ cái nguyên là nguyên âm. À, những chữ cái là nguyên âm đó là các chữ I, O, O, Ơ. Vậy bây giờ các em hãy so sánh cho cô tên chữ cái và tên âm. À, tên chữ cái và tên âm của những chữ cái nguyên âm giống nhau. Cô lấy ví dụ âm Y, tên âm là Y thì tên chữ cái vẫn là Y. Âm O, tên âm là O thì tên chữ cái vẫn là O. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những chữ cái là phụ âm có trong bảng nào. À, những chữ cái là phụ âm đó là chữ D, H, K, L, M và N. Vậy thì các em có nhận xét như thế nào với về tên chữ cái và tên âm của những chữ này? À, đối với những chữ cái là phụ âm thì tên chữ cái khác tên âm. Riêng chữ K thì tên âm là K thì tên chữ cái vẫn là K. Về nhà, các em nhớ học thuộc bảng chữ cái này và tìm thêm một số chữ cái nữa để xem cách đọc của chúng như thế nào nhé. Để giúp các em có thể nhớ thứ tự các chữ cái này, bây giờ cô trò chúng ta cùng sang bài tập số 3. Các em đọc đề bài 3 và cho cô biết bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài 3 yêu cầu chúng ta dựa vào chữ cái đầu tiên sắp xếp tên các cuốn sách theo thứ tự trong bảng chữ cái. Chính là bảng chữ cái mà các em vừa làm được ở bài tập 2. Bây giờ các em hãy quan sát vào trong sách và cho cô biết trong tranh có mấy cuốn sách. À, trong tranh có mấy cuốn sách? Có 5 cuốn sách. Tên của mỗi cuốn sách là gì? Bây giờ các em hãy đọc tên của các cuốn sách nào. Vậy bây giờ các em hãy tìm nhanh cho cô tên chữ cái đầu tiên của mỗi cuốn sách. Chúng ta cùng tìm nào. Chữ cái đầu tiên của tên sách Hoa Màu Gà đó là chữ H. Ở đây cô đã phóng to chữ H lên để cho các em dễ nhìn thấy nào. Chữ cái đầu tiên của các tên sách còn lại là. Như vậy chúng ta vừa tìm chữ cái đầu tiên của mỗi tên sách. Vậy
Việc tiếp theo các em sắp xếp theo thứ tự những cuốn sách này theo bảng chữ cái đã dễ dàng hơn rồi, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ dành thời gian 1 phút để các em làm bài nhé. Các em đã sắp xếp như thế nào? Bây giờ cùng đối chiếu kết quả với cô nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ sắp xếp các chữ cái này theo thứ tự bảng chữ cái mà chúng ta vừa học. Thứ tự đúng của các chữ cái đó là tương ứng thứ tự của tên các cuốn sách là. Bây giờ các em hãy đọc thử lại thứ tự của các cuốn sách cùng cô nào. Gà trống nhanh trí, hoa màu gà, kiến và chim bồ câu, nàng kiến ốc, ông cạn ngũ. Và các em hãy đọc lại một lần nữa thứ tự của các chữ cái nào. Rất giỏi. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách trình bày bài chính tả, làm việc thật là vui, cũng như làm các bài tập về bảng chữ cái. Về nhà, các em nhớ việc bằng lại bài vào vở và nhớ là phải trình bày thật là sạch đẹp và học thuộc các bảng chữ cái. Được không nào? Bây giờ cô trò chúng mình cùng sang bài tập, sang tiết học tiếp theo. Tiết 4, luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, câu nêu hoạt động. Ở tiết trước, các em đã tìm được một số từ ngữ chỉ sự vật và hoạt động, cũng như đã đặt được câu nêu hoạt động các em đã làm ở trường rồi. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng vốn từ về từ chỉ sự vật hoạt động, cũng như được rèn kỹ năng đặt câu, những việc nói về những việc làm ở nhà. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Các em hãy đọc đề và cho cô biết bài 1 yêu cầu làm gì nào? Bài 1 yêu cầu tìm và gọi tên các vật trong tranh. Như các em thấy, trong tranh có rất nhiều vật được ẩn hiện dưới những tán lá. Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ và nhanh tay nhanh mắt tìm cho cô những đồ vật được ẩn hiện dưới những tán lá này nào. Các em đã tìm được những vật gì rồi? Bây giờ hãy cùng tìm với cô nào. Cô đã tìm được cái nồi, bát, đĩa, quạt đứng, chổi, ấm, tách, quạt trần, ghế và trên giường cô đã tìm được. Và chúng ta tìm được tivi, mắc áo, giường, gối và cả chăn. Chăn ở miền Trung hay gọi là mền. Như vậy, chúng ta vừa tìm được rất là nhiều vật có ở trong tranh và gọi tên được các vật đó. Vậy, những từ vừa tìm được thuộc nhóm từ nào mà chúng ta đã học? Đó là những từ chỉ vật. Vậy, các em thấy những đồ vật này có quen thuộc với chúng ta không? Đúng rồi, đó là những vật mà chúng ta thường sử dụng ở trong gia đình. Ngoài những từ này, các em có thể tìm thêm những từ khác có trong tranh cũng như những đồ vật ở xung quanh chúng ta và nói cho bố mẹ nghe. Vậy những từ này, những vật này gắn với những hoạt động nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng sang bài tập số 2 để trả lời cho câu hỏi này. Các em hãy đọc đề bài 2 và cho cô biết bài 2 yêu cầu làm gì? Bài 2 yêu cầu tìm 3 đến 5 từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh ở bài tập 1. Cô có mẫu chổi, quét nhà. Vậy chổi là từ chỉ vật ở bài tập 1. Vậy quét nhà là từ chỉ gì? Quét nhà là từ chỉ hoạt động của cái chổi. Tương tự, các em hãy tìm thêm những từ chỉ hoạt động khác của những vật khác ở trong tranh ở bài tập 1. Cô có một số từ ngữ chỉ hoạt động của các vật có trong tranh ở bài tập 1 sau. Mắc áo. Mắc từ chỉ hoạt động của từ mắc áo là từ treo quần áo. Nồi. Cô có từ chỉ hoạt động là nấu đồ ăn. Quạt trần. Từ chỉ hoạt động là làm mát. Ghế. Ngồi là từ chỉ hoạt động của ghế. Giường
từ chỉ hoạt động là ngủ. Ngoài những từ chỉ hoạt động mà cô vừa nếu ở trên thì các em có thể tìm thêm những từ ngữ chỉ hoạt động khác của các vật còn lại trong tranh và tìm thêm những từ ngữ chỉ hoạt động khác nữa ở những của những vật ở xung quanh chúng ta. Sau đó nói cho bố mẹ nghe về hoạt động của nó, được không nào? Vậy hàng ngày các em đã dùng những vật này để làm những công việc trong gia đình như thế nào? Để giúp các em đặt câu đúng và hay để nói về những việc các em đã làm ở nhà. Bây giờ cô trò chúng ta cùng sang bài tập số 3. Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì nào? Bài 3 yêu cầu đặt một câu nói về việc em làm ở nhà. Cô có mẫu câu em quét nhà. Bây giờ các em hãy tìm cho cô từ ngữ chỉ hoạt động ở câu này. Từ chỉ hoạt động là từ quét nhà. Vậy các em dựa vào câu mẫu suy nghĩ thật kỹ và đặt một câu nói về việc các em làm ở nhà, sau đó viết vào vở. Và các em lưu ý, khi đặt câu nói về hoạt động mình làm ở nhà thì trong câu phải có từ chỉ hoạt động. Và khi viết câu, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu tiên và sau khi kết thúc câu chúng ta nhớ đặt dấu chấm. Bây giờ các em cùng mở vở ra và làm bài nào. Các em đã được đặt được câu nào? Bây giờ trên màn hình cô có cả câu mà các bạn đã làm. Em nấu cơm giúp mẹ. Em dọn dẹp nhà cửa. Em tưới cây. Các bạn nhỏ đây rất là giỏi đúng không nào? Làm được việc nhà giúp bố mẹ. Và ngoài ra các bạn còn đặt câu rất là chính xác, rất là hay nữa. Thì ngoài những câu mà cô vừa đọc thì các em có thể tìm thêm, đặt thêm những câu khác và chọn lựa một câu mà các em thấy hay nhất để viết vào vở, sau đó đưa cho bố mẹ xem và nhờ thầy cô của mình kiểm tra. Như vậy tiết học hôm nay cô đã vừa hướng dẫn cho các em viết bài chính tả, làm việc thật là vui, giúp các em học thuộc các bảng chữ cái. Ngoài ra còn các em còn được mở rộng vốn từ về từ chỉ sự vật hoạt động cũng như rèn kỹ năng đặt câu nói về các việc làm mà các em đã làm ở nhà. Nên nha, các em hãy thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cô đã đưa ra và nhớ tuân thủ khẩu hiệu 5K mà Bộ Y tế đã đề ra để mọi người luôn luôn có sức khỏe và chúng ta sớm được gặp nhau ở trường. Các em có đồng ý không nào? Cô nghĩ rằng, cô tin chắc rằng các bạn đã làm rất là tốt rồi. Tiết học hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em.